Còn điều gì tuyệt vời hơn việc bắt đầu video bằng một câu hỏi không nhỉ? Theo anh em thì vàng có đẹp hay không? Đẹp là cái chắc rồi. Vậy kim cương có đẹp hay không? Nó lại là quá đẹp. Vậy điểm chung của hai kim loại trên là gì? Đương nhiên đó là nguyên liệu để rèn ra nhẫn tận thế, một trong những món trang sức trong Rise Kingdom rồi. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Rock KPI. Đã khá lâu rồi chúng ta chưa xếp hạng lại độ quan trọng của những món trang sức trong trò chơi này. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ update lại bảng xếp hạng các món trang sức trong năm 2024 nha. Không chờ chờ nữa, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Vẫn như video mà mình đã làm từ năm 2023, tiêu chí đánh giá của chúng ta vẫn sẽ như vậy. Mình sẽ nhắc qua để anh em nắm rõ. Trong video này mình sẽ đánh giá tất cả các trang sức, kể cả trang sức tím lẫn trang sức cam anh em nhé. Đầu tiên đó là bộ chỉ số của trang sức đó. Chỉ số cao, xác suất cao sẽ được đánh giá cao hơn. Cái này thì dễ hiểu đúng không anh em? Tiếp theo đó là độ đa dụng của trang sức đó. Độ đa dụng thì sẽ có 3 yếu tố đánh giá. Đầu tiên đó là khả năng phù hợp với nhiều chỉ huy. Ví dụ như trang sức A được các chỉ huy sát thương kỹ năng hay sát thương trừng phạt đều dùng tốt thì chắc chắn đấy là điểm cộng rồi. Tiếp theo, trang sức này sẽ dùng được cho phong phú các kiểu người chơi. Bot chơi cũng ok mà F2P chơi cũng tốt. Nói chung là ai xài cũng được. Cuối cùng đó là độ đa dụng trong nhiều trường hợp. Open Field dùng tốt, Rally dùng tốt và đồn trú thì dùng vẫn ngon thì quá là tuyệt vời rồi đúng không anh em? Tiêu chí tiếp theo đó là khả năng hỗ trợ diện rộng. Đó có thể là buff diện rộng hoặc là debuff kẻ thù để đồng minh hưởng lợi. Tiêu chí này thì sẽ ưu tiên những trang sức có khả năng debuff. Lý do thì anh em có thể xem lại video xếp hạng buff và debuff của chúng mình nhé. Sau đó là khả năng sử dụng lâu dài. Ưu tiên sử dụng những trang sức mà rèn một phát mà dùng ở tất cả các giai đoạn của trò chơi thì quá ngon rồi đúng không anh em? Cuối cùng đó là số vật liệu cấu thành. Cái này thì mấy trang sức tím ăn đứt mấy trang sức cam rồi anh em nhỉ? Rẻ thế cơ mà. Và đó là những tiêu chí đánh giá cho trang sức. Vậy bảng xếp hạng chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu luôn với phần thứ hai của video. Ở bảng xếp hạng này mình sẽ xếp hạng các trang sức chiến đấu cho anh em nhé. Dĩ nhiên các tiêu chí đánh giá sẽ dựa ở phần 1. Bảng xếp hạng bao gồm 4 cấp bậc đó là S, A, B, C. S là Super, còn C là Cùi anh em nhé. Đứng ở danh C sẽ là những trang sức cùi bắp sau đây. Đầu tiên đó là lưới Mora. Lưới Mora cho ta xác suất khá cao, đó là 30% giảm phòng thủ kẻ địch 4% và tốc độ kỵ binh đi 8%. Với cộng dồn 3 lần dài 3 giây mỗi lần, xác suất ổn, đi bắp cũng tạm nhưng do gặp phải những trang sức khác xịn xò hơn là dao găm nên chắc để tìm được người dùng lưới Mora khó hơn lên trời anh em ạ. Cái này thì mình khuyên anh em lên tối đa một cái trong đội hình thôi hoặc là không lên cũng được. Chủ yếu là giúp anh em có thể sầu quang kẻ địch cho nhanh méo mặt và cấm chạy thôi. Tiếp theo đó là sách báo thù. Cái này thì tăng 8% sát thương phản kích trong game thì có hai trường hợp mà mình thấy thực sự cần thiết. Một đó là kiếm kêu bẩn, hai là rally hoặc là đồn trú. Cả hai trường hợp này đều cần phản kích cao để nhỡ bị sầu quang thì đều có một báo cáo tốt. Tuy nhiên 8% không phải là một con số cao và nó gần như là không có tác dụng trước đống sát thương mà kẻ địch mang lại, đặc biệt là rally. Mục tiêu của rally đó là gây sát thương vào công trình của kẻ thù, còn kiếm kêu bẩn thì cũng được đấy. Dĩ nhiên thì nếu anh em chăm chăm vào việc đánh phiêu mà nói không với kêu bẩn thì mình khuyên anh em bỏ món này đi mà làm người nhá. Đồng danh với hai món trang sức trên đó là đồng tiền Scolas. 10% xác suất tạo khiên hệ số 500 trong 2 giây, xác suất thì thấp, thời gian hồi chiêu lâu với 5 giây, hệ số khiên kia cũng không quá đáng kể. Thời đại bây giờ là thời đại của sát thương, có khiên khi bị sầu quang thì cũng chẳng khá khẩm hơn 1 giây. Nói thật chứ cái khiên hệ số 1200 của Hera còn chẳng xi nhê nữa là cái này. Cho nên là ở danh tê đúng thôi anh em ạ. Anh em mà đánh phiêu thì vứt cái món này vào thùng rác cũng được, đừng bận tâm. Hai trang sức tím ở danh này sẽ là bùa hộ mệnh Dalen và sẹo gió. Hai trang sức này phù hợp với hai kỳ KVK đầu hơn. Trừ khi có những chỉ huy có sát thương cao mà đem những món này ra thì không khác gì chấp trang sức với kẻ thù cả. Danh B với mình sẽ là ánh sáng đêm trường. Cái này thì tăng 5% sát thương kỹ năng, vẫn là một con số phù hợp với đại đa số các chỉ huy trong meta hiện tại. Chỉ huy chính và chỉ huy phụ đều nhận được sát thương kỹ năng bổ sung cũng được hưởng lợi. Tuy nhiên là chúng ta có nhiều sự lựa chọn khác ngon nghẻ hơn ở mùa trinh phạt. Điểm cộng của trang sức này là có thể dùng được từ KVK1. Nếu ở KVK1 thì trang sức này phải ở danh A đấy chứ không đùa. Cho vào tay những thốt mốt di sung ghi thì đúng là hết nước chấm. Mina cao cao cũng ngon lành. Thậm chí là Charles mặc theo di sung ghi thủ cờ có cái dây chuyền này thì cũng là tuyệt phẩm. Anh em đánh phiêu ở mùa trinh phạt thì mình nghĩ cũng có thể gắn một cái này vào mấy đạo đêm đỏ như là hoa khứ bệnh Doan P cũng được. Trang sức vàng tiếp theo ở danh này sẽ là tiếng gọi của Seth. Trang sức này cho xác suất 10% tăng 10% tấn công cho tối đa 3 đạo quân trong 3 giây. Seth là một trang sức có độ hiệu quả nhất định trong bôn chiến. Tuy nhiên xác suất của Seth là khá thấp, lại còn bắp ngẫu nhiên nữa. Và con số 10% tấn công cũng là một con số thấp. 3-40% tấn công thì may ra chứ 10% với những chỉ huy ta to mặt lớn ở thời điểm hiện tại. Kèm theo các thể loại bắp sát thương thì Seth tỏ ra là không ăn thua lắm. Dĩ nhiên điểm mạnh của món trang sức này là các bạn có thể chơi từ KVK1. Tiếp theo đó là phán xử im lặng. Trang sức này thì phù hợp với mọi giai đoạn, ngon bổ rẻ và sẽ là sự lựa chọn cực kỳ ngon nghẻ với mọi đạo quân của bạn.
Trong lúc mà bạn chờ trang sức vàng, chắc chắn là phải lên cái này nhá anh em F2P. Trừ 10 nộ mỗi lượt cho kẻ thù, 5 đạo là trừ 50 nộ mỗi lượt rồi. Một chu kỳ ra kỹ năng là 7 lượt, tức là trong 7 lượt đấy bị mất 350 nộ. Khác gì câm lặng của quan vũ đâu anh em nhỉ. Kép cặp với phán xử im lặng đó là mưu kế của xưa. Cũng là một món trang sức tím và phù hợp với mọi thể loại trong trò chơi này. Tăng 3% lính là tăng 3% mọi chỉ số cho anh em rồi. Dĩ nhiên đi kèm với đó là một nhược điểm. Trong trường hợp mà anh em bị xấu am thì thương nặng cũng sẽ nhiều hơn đôi chút. Nhưng chơi mà, có chơi thì có chịu. Hai trang sức tím này là hai trang sức tím mà mình cực kỳ recommend cho anh em F2P ở thời kỳ đầu của trò chơi. Bao nhiêu nguyên liệu hãy rèn vào set đồ dành cho những đạo quân ra trận. Bao nhiêu đạo quân thì bấy nhiêu set đồ vàng. Trang bị thêm vào đó là hai món trang sức tím là phán xử im lặng và mưu kế cổ xưa. Sau đó giàu rồi thì bắt đầu thay thế những trang sức tím này bằng trang sức vàng xịn xò hơn nha. Lời khuyên này từ tận đáy lòng mình đấy. Tâm huyết thế này mà không nhận được một like, một share và một đăng ký kênh từ anh em nữa thì đúng là buồn thối ruột. Cho nên là anh em kéo xuống dưới để lại cho mình một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Danh A sẽ là sự xuất hiện của những cái tên sau. Đầu tiên đó là chống trận Karuak, là một trang sức có xác suất 10% hồi nộ cho tối đa 3 đạo quân với 50 nộ. Dĩ nhiên, nhiều chống trận Karuak trong đội hình có thể kết hợp với nhau để tăng xác suất ra nộ cho các đạo quân của mình. Điểm lưu ý ở đây là chống trận sẽ phù hợp với những người chơi chuyên open field. Open field với nhiều đạo quân thì có thể tăng tối đa hiệu quả từ khả năng stack này. Chứ rally đồn trú mà cầm cái chống này đi thì nhìn khó coi lắm. Chống trận này thì thuộc dạng A trừ anh em nhé. Cho B thì hơi thiệt nên là thôi. Lên danh A nhưng mà trừ một chút, tại vì nó cũng bắp ngẫu nhiên cho đồng minh nên là cũng ảo lắm. Tiếp theo đó là dây chuyền vinh quang vĩ đại nhất, là một dây chuyền có điểm bắp tương tự như là ánh sáng đêm trường ở danh dưới. Tuy nhiên điểm khác biệt ở đây là nằm ở khả năng tận dụng 100% bắp này. Nếu trang sức này được trang bị cho những chỉ huy có sát thương trừng phạt, tức là lượt nào bạn cũng có thể nhận được hiệu ứng từ món trang sức này, quá hời rồi đúng không? Dao găm ẩn sẽ là món trang sức thứ 3 ở danh này, vẫn giữ nguyên cho mình từng đấy điểm mạnh. Tuy nhiên, trang sức này đã dần mất đi vị thế của mình trên chiến trường, phần lớn là do khả năng gây sát thương cực mạnh của các chỉ huy. Tưởng tượng xem, giờ cứ cầm 4 đến 5 đạo xấu am một kẻ thù là bạn cần loanh quanh đâu đó 15 đến 20 lượt, 7 đạo thì còn nhanh hơn nữa. Cho nên là việc có thêm một chút debuff giảm máu cho kẻ địch cũng không quá quan trọng. Hơn nữa, như video này mình đã nói qua về cơ chế thì ta sẽ cần khoảng 3 cái dao để phát huy tối đa hiệu quả của dao găm ẩn. 3 slot là quá nhiều. Giờ các bot thích nhiều sát thương để dứt điểm nhanh kẻ thù cơ. Cuối cùng đó là lông vũ trái rụi. Món trang sức này là rất mạnh, xác suất 50% là rất cao, bắp 30% sát thương cũng cao nốt. Mạnh mẽ như vậy nhưng chỉ nằm ở danh A là do độ đa dụng kém. Trang sức này chỉ dành cho những chỉ huy tấn công tầm xa, tức là những chỉ huy công trình hoặc là những chỉ huy học nghề ở map KVK mới. Đa dụng kém nên chỉ nằm ở đây thôi anh em nhé. Danh S xịn nhất, mạnh nhất sẽ là nơi xuất hiện của hai cái tên là sự lựa chọn phổ biến nhất của các bot. Đầu tiên đó là Sừng Thịnh Nộ. Sừng Thịnh Nộ trước giờ vẫn là một món trang sức được lòng các dân chơi Riot Kingdom. Ở thời điểm này, khi mà các chỉ huy có sát thương trừng phạt xuất hiện với nhánh tài năng trừng phạt cùng khả năng lên nộ chậm thì cái Sừng Thịnh Nộ lại càng đặc biệt quan trọng. Khác với chống trận, sừng có thể khả dụng cho cả đánh on field, rally và cả đồn trú. Ngoài ra nó chỉ bắp cho đạo quân đang sử dụng chứ không bắp random nữa. Mặc dù chi phí lên sừng là đắt đỏ hơn trống, nhưng với bấy nhiêu sự đa dụng thì cũng đáng phải không anh em? Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, nếu chuyên on field thì anh em có thể lên nhiều trống thay vì nhiều sừng, vì anh em có thể tiết kiệm được khá khá đấy. Sừng xịn như thế, tuy nhiên vẫn không phải là trang sức xịn nhất ở thời điểm hiện tại. Trang sức đỉnh nhất hiện tại chắc chắn là Nhận Tận Thế. Đa dụng và có thể sử dụng ở mọi chỉ huy, từ bộ cung kỵ đến công trình. Mọi thể loại sát thương, từ sát thương kỹ năng đến sát thương trừng phạt. Mọi trường hợp từ đánh on field, rally hay đồn trú. Mạnh mẽ với 50% sát thương được buff thêm. Hiệu ứng này mà được kích hoạt đúng lượt ra kỹ năng thì ối dồi ôi luôn. Không chỉ thế, tướng meta thì ngày càng spam kỹ năng nhiều, nên là tỷ lệ trúng đợt nhẫn kích hoạt thì lại càng cao. Nói chung là nếu có điều kiện thì anh em sắm cho mỗi đạo quân một cái nhẫn nha. Không cần lằng nhằng, Nhẫn Tận Thế number one. Và đó là bảng xếp hạng trang sức ở thời điểm hiện tại. Và bạn đã sở hữu những trang sức nào trong bảng xếp hạng này chưa? Hãy comment phía dưới để chúng ta cùng thảo luận nha. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một đăng ký kênh và bấm nút chuông để ủng hộ chúng mình ra nhiều video hay ho hơn nữa. Mình là Bình Tĩnh, xin chào và hẹn gặp lại.